Đứa nào là thủ phạm gây ra cái vụ án chiếc ghế sofa rách te tua như vậy? Dựa theo suy luận và điều tra ban đầu của tôi á, thì vết cào này cách mặt đất khoảng 40cm. Từ đó tôi suy luận ra hung thủ phải là đứa có cặp giò dài trên 10cm thì mới có thể cào tới. Nên là tôi mạnh mẽ loại ngay ba đối tượng là con Sáng, chân nó 9cm, con Cúc, chân nó 8cm và con Cu, chân con này què. Vậy là chỉ còn hai đối tượng tình nghi là con Cám và con Cún. Tại hai con này chân dài mà. Nhưng mà tôi nói thiệt là tôi xin được loại luôn con Cún, vì con này nhân thân rất là tốt, đâu có như con Cám đâu, ai nó cũng bắt nạt được hết trơn á. Mà quan trọng á là tôi có chứng cứ rõ ràng, phá nhà phá cửa tới nỗi mà vải sofa còn dính vào cái móng chân cơ mà. Giờ không có nói nhiều, cho mặc luôn uniform đầy vào lãnh cung 3 ngày để suy nghĩ về cái hành động của mình. 2000 years. Cái vụ án này nó không có đơn giản như tôi suy luận. Sau một ngày con Cám bị nhốt vào lãnh cung mà cái sofa nó vẫn không có dấu hiệu được yên bình, mà ngược lại nó còn bị hư hỏng nặng hơn. Vậy thì tôi đã bắt nhầm mèo vô tội, hay là hung thủ không chỉ có một? Vậy thì hung thủ thực sự đứng sau vụ này là ai? Chính là con Cám, Cún, Cúc, Cu hay là con Sáng? Và đây sẽ là trợ thủ đắc lực giúp tôi tìm ra ai là hung thủ thực sự. Đây là con camera Ibo. Nó có thể theo dõi cũng như là lưu lại những cái nhất cử nhất động của mấy con báo nhà tôi, để khi mà tôi không có nhà, mấy con báo này cho dù là có ở ngóc ngách nào trong cái căn nhà này đi nữa thì tôi cũng có thể biết được. Và sau 2 ngày theo dõi bằng con camera này thì hung thủ cũng đã bắt đầu lộ diện. Và đây là những hình ảnh mà tôi thu được từ cam. Mặc dù đang là ban đêm và tôi đã tắt hết điện rồi, nhưng mà nhìn vẫn rất là rõ. Ê, không lẽ lại là con Cún hả mấy cha? Cái đứa mà tôi không ngờ nhất. Nhưng mà sau đó nó chỉ ngửi ngửi rồi nó bỏ đi thôi nha mấy bà, tuyệt đối không có làm gì hết. Vậy là nguyên cái đêm đó tôi chỉ quay được cái một ruồi trâu của con Sáng thôi đó, chứ không có thấy bóng dáng hung thủ đâu hết. Nhưng mà sáng hôm sau thì khác. Hi, Linh xin chào cả nhà. Coi lại thân phận của mình đi chân á, phòng bút phèn nha, chứ không có được mà kiên xa ổn đủ như vậy đâu, xấu nhất là tình trạng đi. Đừng để mẹ nóng nha. Rồi đó, một nùi hung thủ vừa hỗ trợ vừa cấu kết với nhau để gây án. Đứa trên, đứa giữa, đứa dưới, đứa cắn, đứa cào, đứa thì bay lên xé. Cấp ngay cho con Sáo và con Cúc hai bộ đồ đồng phục, đầy vào lãnh cung ngay. Con báo nhi đồng còn nhỏ tuổi quá nên là tôi tạm tha, rồi ngồi đây chờ phiên sơ thẩm nha mấy má. Bỏ mèo trước cửa nhà tôi xong rồi nhờ tắm giùm, bây giờ đang là trend đúng không? Sáng mở mắt ra là thấy cái ba lô bỏ trước nhà rồi đó. Người ta công chuyện đăng đăng đê đê, ai rảnh đâu mà tắm cho mấy người hoài. Gì đây, trà sữa hả? Nói chứ nay rảnh nha. Rồi, húp miếng trà sữa lấy sức tắm cho hai con báo. Hôm nay thì tôi sẽ tắm cho hai bé mèo, một bé là dòng Silver, còn một bé là dòng Golden. Vào việc, nói chung thì hai bé tôi thấy bé nào cũng xinh hết á. Hai bé này thì khoảng từ 5 đến 6 tháng nha mấy bà. Trước khi tắm thì tôi đã cắt móng gọn gàng cho cả hai đứa, chứ không nó cào nát mặt tôi sao. Ê, bé này cái mặt nó cưng quá mấy cha ơi. Chắc là mấy bà sẽ thắc mắc tắm cho mèo lạ tôi có sợ không. Nói thiệt chứ tôi sợ chết mẹ luôn á chứ. Ví dụ như là tôi tắm cho cái bà mèo trắng á, là anh hơi nhát và anh rất là sợ tiếng vòi hoa sen, thành ra là anh toàn đòi nhảy lên người tôi không à. Tắm cho nó mà nó chửi quá trời chửi luôn, mà sấy xong cái là lại đẹp gái liền. Xong cái bà màu trắng thì mình tới cái bà màu vàng nha. Bà này ngoan, 10 điểm, không có nhưng. Tôi có một cái bí kíp á, để tắm cho bọn nó rất là ngoan, là mấy bà hãy nhìn trìu mến vào mắt bọn nó trước khi tắm, để cho bọn nó cái cảm giác yên tâm á. Còn đã nhìn trìu mến rồi mà tắm bọn nó vẫn không ngoan thì chắc là do cái nét trìu mến của mấy bà nhìn nó hơi yếu. Trở lại với cái vụ tắm mèo, sau khi mà đã làm ướt bé mèo á thì tôi sẽ cho xà bông lên nha. Mấy bà chà cái phần trên lưng nè, chà thêm cái phần dưới bụng nè. Tắm cái bụng nha. Có cần tắm cái đít không? Có ỉa dính đít giống Phúc không? Rồi, tôi chuyên gia rửa đít mà bà. Rửa cái đít nào. Đã, rửa cái đít nào. Ê, nhỏ mèo này nó biết ngoại ngữ mấy cha ơi. Tôi nói rửa cái đít một cái là nó nằm ra cho tôi rửa luôn. Đã thế còn nhấc nhấc cái chân lên nữa chứ. Nhấc cái nét lên. Trời ơi, thấy chưa mấy cha, nói nhấc cái nét là nhấc cái nét nha. Xinh như này mà còn thông thạo ngoại ngữ nữa thì chỉ có 10 điểm. Rồi, xong xuôi, bây giờ tôi sẽ cho hai đứa sấy chung với nhau nha. Trời ơi, nãy giờ không có bà mèo vàng, bà mèo trắng kêu quá trời luôn. Mà cho hai đứa vô chung cái là im ghê luôn.